Vào khoảng 6 giờ tối ngày 23 tháng 1 năm 1978, tại một thị trấn nhỏ ở vùng Sacramento, California, cảnh sát nhận được một cuộc gọi báo án về một vụ giết người khủng khiếp, kinh hoàng. David Volin, 24 tuổi, một tài xế xe tải trở về nhà sau giờ làm việc, đã tìm thấy thi thể của người vợ 22 tuổi và đang mang thai 3 tháng của mình bị sát hại dã man trong phòng ngủ. Theo hồ sơ vụ án, người vợ Terry Volin dường như đã bị tấn công ở phòng khách trong khi cô ấy đang chuẩn bị ra ngoài đổ rác, có những dấu hiệu của một cuộc xô xát từ cửa chính vào đến phòng ngủ. Hai vỏ đạn đã được tìm thấy, quần áo của nạn nhân đã bị cởi bỏ và một vết dao chính rạch từ ngực đến rốn để lôi nội tạng ra ngoài cơ thể nạn nhân và một số bộ phận khác của nạn nhân đã bị mất tích. Về trên ngực trái của nạn nhân còn có những vết đâm khác, phân động vật đã bị nhét vào trong miệng nạn nhân. Cũng có bằng chứng cho thấy máu của nạn nhân đã được đổ vào trong một hộp sữa chua và uống. Ngoài những điều trên, cảnh sát không thu được manh mối nào khác. Ngay lập tức, cảnh sát địa phương đã nhờ đến sự giúp đỡ của chuyên gia lập hồ sơ tội phạm của FBI Robert K. Ressler. Sau khi nắm được thông tin về cách gây án, thời gian, địa điểm và đặc điểm của người bị hại, Ressler đã có những phác họa đầu tiên về hung thủ như sau. Nam giới, người da trắng, độ tuổi trong khoảng từ 25 đến 27, dáng người cao gầy, nơi ở bẩn thỉu, lộn xộn. Nhiều khả năng có thể tìm thấy tang chứng tại nơi ở của kẻ giết người. Ngoài ra, hắn cũng có tiền sử bệnh về thần kinh, nghiện ma túy. Tính cách quái gở, lầm lì, không giỏi giao tiếp. Người này thường một thân một mình, không có công ăn việc làm, sống dựa vào trợ cấp xã hội. Đồng thời, hắn cũng chưa từng nhập ngũ, bỏ học khi đang học cấp 3 hoặc cao đẳng, có những biểu hiện của triệu chứng loạn thần hoang tưởng. Dựa vào kinh nghiệm dày dặn của mình, Ressler đã xác định đây là vụ giết người tình dục. Mặc dù không có bằng chứng gì về việc nạn nhân bị xâm hại tình dục, trong những vụ án tương tự, hung thủ thường là nam giới, tuổi từ 20 đến 30. Ngoài ra, có rất ít các vụ án xâm hại tình dục đa sắc tộc. Thông thường, chỉ có người da trắng tấn công người da trắng, người da đen tấn công người da đen. Thêm vào đó, nạn nhân sống trong khu vực của người da trắng, sự xuất hiện của một người da đen sẽ gây chú ý. Chính vì vậy, Ressler phán đoán rằng đây là án mạng cùng sắc tộc. Dựa vào những nghiên cứu về tội phạm, Ressler phân kẻ phạm tội thành hai loại. Kiểu thứ nhất, gây án có logic, có tổ chức. Kiểu thứ hai là những kẻ hành sự không có tính logic về mặt tâm lý và hành vi, không có tổ chức. Ảnh chụp hiện trường và báo cáo suy luận cho thấy hung thủ không phải thuộc loại có tổ chức, rành rạch, theo dõi nạn nhân, tuân theo những thủ pháp cố định, mà rõ ràng hung thủ thuộc loại thứ hai. Kẻ giết người trong vụ án Terry Volin không có quy tắc và cũng không dọn dẹp những dấu vết sau khi gây án, một kẻ có bệnh thần kinh nghiêm trọng. Để trở thành một kẻ điên cuồng, xé xác nạn nhân ra như vậy không phải là thứ có thể xảy ra tức thời. Nó phải mất 8 đến 10 năm để chứng loạn thần phát triển nặng lên thành chết chóc. Bệnh tâm thần phân liệt hoang tưởng thường biểu hiện đầu tiên ở tuổi thanh thiếu niên và có thời gian ủ bệnh khoảng 10 năm, nên Ressler nói rõ hơn độ tuổi của kẻ sát nhân là từ 20 đến 29 tuổi. Những người mắc bệnh tâm thần phân liệt này thường hướng nội, bỏ ăn, vì vậy có thể đoán được ngoại hình của thủ phạm khá gầy, dong dỏng. Tương tự, họ không quan tâm đến ngoại hình, không quan tâm đến sự sạch sẽ, gọn gàng. Vì thế, không ai muốn sống với những người như vậy, nên hung thủ sẽ sống một mình. Từ những điều này, Ressler kết luận rằng nơi ở của hung thủ chắc chắn sẽ rất bừa bộn, bẩn thỉu. Và cũng có thể suy ra rằng hắn chưa từng nhập ngũ, có thể để tốt nghiệp cấp 3 nhưng không đậu cao đẳng hoặc đại học. Vì vậy, những người này nếu có việc làm thì cũng sẽ là những công việc vặt vãnh hoặc bán thời gian. Tuy nhiên, vì tính cách quá dị, khả năng cao là họ cũng không làm được việc, chỉ có thể sống nhờ vào trợ cấp xã hội. Bên cạnh việc tiến hành phân tích sơ bộ tâm lý tội phạm, Ressler còn đưa ra phán đoán ở những phương diện khác. Ví dụ như nếu hung thủ lái xe, chắc chắn đó sẽ là một chiếc xe tồi tàn.
Tuy nhiên, do kẻ sát nhân có tiền sử bệnh tâm thần, trạng thái tinh thần hỗn loạn, nên không thể lái xe đến rồi lại lái xe về sau khi gây án. Vì lý do này, Ressler cho rằng thủ phạm là người sống gần nhà người bị hại. Hắn để đi bộ đến về đi sau khi sát hại nạn nhân. Đồng thời, ông còn đưa ra giả thiết rằng kẻ phạm tội là một bệnh nhân được thả ra khỏi viện tâm thần khoảng một năm trước đó. Vài ngày hôm sau, ngày 26 tháng 1 năm 1978, hung thủ tái xuất tại một ngôi nhà cách hiện trường vụ án thứ nhất khoảng gần 2 km. Ba người bị bắn chết bằng súng lục 22 ly. Nạn nhân lần lượt là Evelyn Murrod, 36 tuổi, con trai cô Jason, 6 tuổi và người bạn Daniel J. Meredith, 52 tuổi. Ngoài ra, cháu trai 22 tháng tuổi của nạn nhân đã bị mất tích và được cho là đã bị bắt cóc bởi kẻ giết người. Cả ba nạn nhân đều bị sát hại thê thảm, đặc biệt là Murrod. Cô bị sát hại còn thảm thiết hơn nạn nhân đầu tiên. Cô ấy được tìm thấy hỏa thân ở bên giường, một phát đạn xuyên qua đầu. Không những thế, nạn nhân còn bị mổ xẻ, có nhiều vết đâm trên khắp cơ thể, bao gồm cả vết cắt trên mặt và ở vùng hậu môn. Nội tạng bị mô ra, cắt nát. Tinh dịch cũng được tìm thấy ở hiện trường, bồn tắm bị máu nhuộm đỏ, lẫn trong đó là não và phân. Hung thủ còn uống máu của nạn nhân ở hiện trường. Không lâu sau đó, chiếc xe do hung thủ đánh cắp từ nạn nhân đã được tìm thấy. Nó bị bỏ lại ở một nơi không xa hiện trường vụ án. Bé trai 22 tháng tuổi cũng không được tìm thấy. Nhưng dựa vào số lượng lớn máu tại hiện trường thì cảnh sát cho rằng bé trai sẽ không thể sống sót. Vụ án thứ hai đã cung cấp thêm manh mối cho Ressler. Ông cho rằng hung thủ đã từng thực hiện các vụ trộm cắp các đồ vật tạo cảm giác hưng phấn tình dục như quần áo phụ nữ thay vì các đồ vật có giá trị. Từ đó, cảnh sát có thể lần theo dấu vết phạm tội của hắn và quay trở lại thời thơ ấu có nhiều rắc rối của hắn. Và cuối cùng, danh tính của kẻ sát nhân uống máu người được lộ diện. Sau khi nhận được thông tin cung cấp từ một người dân địa phương, cảnh sát đã xác định hung thủ cần tiền của họ là Richard Trenton Chase. Sau khi bắt giữ được hung thủ, cảnh sát tìm thấy chiếc xe tải tồi tàn của Chase. Và đúng như những suy đoán của Ressler, chiếc xe đầy rác thải, những tờ báo cũ, lon bia, hộp sữa, vải vụn, một con dao chặt thịt và một đôi ủng có vết máu. Còn trong căn hộ của Chase, cảnh sát tìm thấy một số vòng cổ của động vật, máy xay dính đầy máu mà Chase dùng để xay sinh tố từ nội tạng của các nạn nhân. Quần áo dính máu bừa bãi khắp nhà, các bộ phận cơ thể người, động vật cùng với não người được tìm thấy trong tủ lạnh. Không dừng lại ở đó, cảnh sát còn phát hiện rằng Chase cũng liên quan đến một vụ giết người khác xảy ra trước đó vào ngày 18 tháng 12 năm 1977. Sarah Terry Volin không phải là nạn nhân đầu tiên của Chase mà là nạn nhân thứ hai. Ông Ambrose Griffin và vợ khi vừa về đến nhà từ siêu thị và đang đem đồ vào nhà thì bị Chase bắn hai phát súng từ khẩu súng lục 22 ly của hắn ta. Viên đạn bắn thẳng vào ngực ông Griffin làm ông chết tại chỗ. Sau khi Chase bị bắt, tuổi thơ của hắn được đưa ra ngoài ánh sáng. Richard Chase sinh năm 1950 trong một gia đình có tài chính ổn định và có một người em gái. Lúc 8 tuổi, hắn vẫn còn đá dằm, nhưng hành vi này kết thúc một thời gian ngắn sau đó. Những rắc rối của hắn dường như thực sự bắt đầu ở tuổi 12, khi bố mẹ của hắn thường xuyên cãi vã. Mẹ của hắn đã nói cha hắn không chung thủy, cố đầu độc bà và hút chích. Mẹ của hắn là một người mẹ điển hình của bệnh tâm thần phân liệt. Bà ta cực kỳ hung hăng, thù địch và khiêu khích. Và những cuộc cãi vã kéo dài cho đến 10 năm tiếp theo, sau đó hai người ly hôn. Và không biết rằng căn bệnh hoang tưởng của Trace là có người muốn đầu độc hắn ta, có phải do môi trường sống của hắn ta hay là do sự thừa hưởng từ người mẹ, hay là cả hai. Ở tuổi 12, Trace bắt đầu có những dấu hiệu của loạn thần khi mẹ hắn kể rằng hắn trở nên bừa bộn, lô thôi, nhếch nhác, thích chơi với lửa. Mặc dù như vậy, hắn cũng có vài cô bạn gái.
Nhưng những mối quan hệ đó không kéo dài được lâu vì chức năng tình dục của Trace bị rối loạn, hắn không thể duy trì được sự cương cứng. Điều này khiến bất kỳ một đứa trẻ 16 tuổi nào cũng cảm thấy chán nản và tự ti về bản thân mình. Không chỉ vậy, việc Trace nhận ra mình bị chứng rối loạn cương dương dường như khiến hắn ta tin rằng hắn ta có vấn đề về tuần hoàn máu. Điều này không phải là không hợp lý, thật ra cương cứng được hình thành bởi sự lưu thông máu đến dương vật. Tuy nhiên, thay vì gặp bác sĩ, Richard Trace sẽ dành phần đời còn lại của hắn tin rằng có gì đó không đúng với máu của mình, và hắn tự chữa cho mình bằng cách uống máu động vật và sau đó tăng level lên là máu người. Sau này, Trace được bác sĩ xác định là hắn bị lệch lạc tình dục và chỉ có thể đạt được sự kích thích cực khoái thông qua bạo lực như ái tử thi, những gì mà hắn đã làm với các nạn nhân. Và với những vấn đề trong cuộc sống của hắn, Trace tìm đến hút chích, chơi cần để tê liệt đi nỗi đau của hắn đang chịu đựng. Bất chấp tình trạng sa sút của mình, Trace đã cố gắng tốt nghiệp được cấp 3. Vào năm 1971, Trace dọn ra khỏi nhà bố mẹ đẻ. Bạn cùng nhà trọ với hắn ta cho biết rằng Trace có những hành vi kỳ quái và bị hoang tưởng nặng. Và những năm tiếp theo, từ năm 1972 đến năm 1973, hắn liên tiếp dính dáng với luật pháp vì tội lái xe trong tình trạng say xỉn và tội mang súng không có giấy phép. Hắn ta không thể kiếm được việc làm và phải sống qua lại giữa nhà bố mẹ, và căn bệnh tâm thần phân liệt hoang tưởng của Trace ngày càng nặng hơn. Hắn thường nói chuyện một mình hay than phiền với mẹ hắn là đầu hắn đang đau và nó đang thay đổi hình dạng, hay là cơ thể của hắn bị tê liệt và trái tim đã ngừng đập. Mẹ của hắn cũng đã phát hiện ra việc hắn tra tấn, giết hại dã man chó mèo, và vì không thể chứa chấp một người nguy hiểm như vậy, mẹ và bố hắn đã tìm cho hắn một căn hộ khác để sống riêng. Vào năm 1976, sau khi nhập viện về việc tiêm máu thỏ vào cơ thể, Trace được chuyển đến một trại tâm thần nơi hắn được gọi với nickname Dracula Macaron. Hắn thường nói về việc giết những con thỏ và cơn khát máu của mình. Và một ngày, xác của hai con chim được tìm thấy ngoài phòng của hắn với cổ bị cắn rời và người hắn dính đầy máu. Và khi bố của hắn đến thăm, hắn nói láo là đã không cẩn thận bị cắt khi cạo râu nên có máu dính trên người. Hành vi này sau này đã trở thành một yếu tố quan trọng chứng minh rằng hắn không bị tâm thần theo pháp luật. Hành động nói láo để che đậy sự thật, nói lên rằng hắn hiểu rõ những gì hắn làm là sai. Nếu hắn thực sự không phân biệt được đúng sai, thì hắn đã chạy khắp nơi và cắn đứt đầu của những con chim cho đến khi bảo vệ bắt hắn lại. Nhưng cuối cùng, hắn cũng được thả ra vì được chẩn đoán là không còn nguy hiểm đối với xã hội. Trace chuyển đến một căn hộ khác và sống dựa vào tiền trợ cấp của bố mẹ. Và những chuỗi ngày tra tấn và giết hại động vật tiếp tục. Mặc dù Trace có uống thuốc điều trị tâm thần, nhưng mẹ hắn ta không thấy nó có tác dụng nên đã không cho hắn sử dụng nữa. Vào ngày 3 tháng 8 năm 1977, cảnh sát tìm thấy chiếc xe tải của Trace. Trong xe, họ tìm thấy hai khẩu súng trường và một đống quần áo nam nhân và một cái xô đầy máu có một lá gan trong đó. Khi cảnh sát phát hiện ra Trace đang trần truồng và người dính đầy máu, hắn đã bỏ chạy nhưng cảnh sát đã bắt được hắn. Và hắn tự nhận máu đó là của hắn, máu đang chảy ra từ người hắn. Nhưng thật ra máu và lá gan là của một con bò. Và từ việc giết động vật, hắn đã nâng cấp level lên và bắt đầu giết người. May mắn thay, cảnh sát đã kịp thời ngăn chặn các vụ thảm sát đẫm máu của hắn. Vào ngày 8 tháng 5 năm 1978, Richard Trace bị kết tội tử hình với bản án 6 tội sát nhân cấp độ 1. Khi được phỏng vấn bởi nhân viên FBI Ressler, Richard Trace nói rằng hắn uống máu để duy trì sự sống của hắn, và khi được hỏi cách hắn chọn nạn nhân của mình thì hắn đã trả lời: hắn nghe những tiếng nói trong đầu, bắt hắn giết người thì hắn sẽ đi vòng quanh khu phố tìm kiếm những căn nhà không khóa cửa, vì nếu cửa bị khóa thì nó có nghĩa là hắn không được chào đón. Hắn còn đề cập đến việc hắn bị đầu độc
bằng xà phòng cục. Hắn giải thích rằng nếu bạn nâng cục xà phòng lên mà nó khô thì không có gì, còn nếu nó mềm và ướt thì bạn bị ngộ độc và chất độc đó sẽ biến máu bạn thành bột. Trace còn nói hắn là người Do Thái, nhưng thật ra thì không phải, và hắn ta đã bị khủng bố bởi Đức Quốc xã bởi vì hắn có ngôi sao của David trên trán, nhưng sự thật thì hắn ta không hề có. Hắn ta giải thích rằng Đức Quốc xã có liên kết với UFO và họ đã lệnh cho hắn giết người để bổ sung máu. Những UFO này theo dõi hắn ta và FBI có thể định vị chúng bằng cách đặt định vị vào người hắn ta. Hắn ta còn cầm một cái cốc có dính chất nhầy màu vàng và đồ giám định vì nó chứa thuốc độc, nhưng thực ra chỉ là vết thức ăn còn sót lại. Sau lễ Giáng sinh năm 1980, Trace đã được tìm thấy để chết trong phòng giam của hắn bởi vì uống thuốc chống trầm cảm quá liều. Một số người gọi cái chết của hắn ta là tự sát, những người khác tiếp tục tin rằng điều đó là tình cờ. Có thể Richard Trace đã uống tất cả những viên thuốc đó nhằm cố gắng làm dịu đi những tiếng nói để thúc đẩy hắn ta giết người, và điều đó tiếp tục hành hạ hắn ta cho đến khi chết. Năm 1992, một bộ phim có tên Unspeakable được thực hiện dựa trên Trace làm hình mẫu cho kẻ giết người. Vụ án của hắn ta vẫn được FBI sử dụng như một mô hình nguyên mẫu để tìm hiểu kẻ giết người vô tổ chức.